Ừ đúng rồi, giống hả? Y chang hả? Giống đó. Sao đi ăn gì á? Bình thường ăn mắm tôm cũng được hả? Tự nhiên bữa đó tao ăn mắm tôm, tao ăn món gì tao chấm mắm tôm. Cái tao thấy bà ăn cho tao nghĩ thúi. Cái tao nói hồi trời ơi, sao mắm tôm nó không có dữ hả? Con nhỏ vô viên. Để mà mày đến sao? Thôi tự nhiên rồi em không ăn mà em nghe mùi thuốc quá. Mùi thuốc mỏi luôn á. Khi mà ăn mà mày ác cái mùi thuốc luôn. Không đâu, tao nghe được đâu. Nó khó thở luôn á. Bữa lại không làm. Mắm móc câu gì á. Con gì con móc cá móc câu gì hết. Là cá đó mẹ nó bầm ra. À, mắm. Mà một tô thấy ngon lắm mày. Giờ tôi đi dậy rồi. Nó bụng nhào vô mấy cơm vừa bút dứt dụng đũa bỏ vô miệng ăn cuối miệng luôn mày. Ăn như hút hết miệng luôn. Là tao không ăn nữa. Thấy mẹ tao thấy ba tao ăn ngon mẹ tao hỏi mày ăn có nghe mùi gì không? Từ cuối nhưng mà ăn được, ba tao ăn hết nửa phần luôn á. Nhà tao mới ăn được hết. Tao nói mẹ chân nghe thúi vậy đáng với mẹ phải bỏ đi chứ. Không, mẹ rửa là mẹ nghe thúi rồi, mẹ chân mẹ cũng nghe thúi mà tại vì em thôi nó thôi cái mùi nó là như vậy á. Ha ha ha. Mà nào tao cũng đâu ăn được. Đây là của nhân viên mình của hội phụ nữ ăn cho bà tôi ăn. Đâu nè. Đây là cái là phụ nha. Năm nay ăn quen hả? Thúi lắm. Trời ơi, bỏ vô miệng ngang cái thúi miệng mà trong khi đó tao mới nhặt cơm còn trứng thôi á. Chui chích tới cá á, mà nó thúi nó vậy rồi đó. Ngon hả? Ngon rồi hả? Ừ, nghe tức quá. Ăn phụ ngày nữa. Tại nó tức muốn chết rồi. Cái gì? Nó bị ốm hơn bữa đúng không? Chắc vậy. Nó ốm rồi. Mình đang nghỉ xuống rồi nè. Nghỉ khỏe rồi. Mày dọn dẹp chưa? Nhà cửa dọn chưa? Dọn sáng giờ. Rồi trà mấy cái ghế đi. Cái gì? Nó mới đứa nào quá hả? Ghế nhà. Mấy ghế làm thuốc á hả? Ở nhà là có nhiều đồ rồi không ạ? Bài hả? Rồi gặp thêm cá nữa. Lớp nhất anh hai tôi mua bông về để cả nhà. Mua gì rồi hả? Mua rồi, mua hai chục rồi cũng chút cô. Tặng người ta xem chở vô gì nè. Trong ra chỉ mấy người. Vậy thì mẹ tôi mua anh hai còn có gì nữa. Cái nhà chậu cũ mà để nhà vô quét dọn xuống được mệt hết. Cút gì cút cái cục nhà đó hả? Chậu to mà to á. Chi chiều mà mẹ tao nếu đi mua bông mấy á. Đi quên rồi. Thỏ á. Thì tao mua hai chậu vừa vừa cho chung thôi. Gì? Lớp để hai chậu bông cút thiệt là bự. Chứ ở người ta để riêng cho hai cây mai thiệt là bự vô trời ơi. Nhẹ như cái dựa bông cái dựa. Không phải tao không thích bông mà mày tao thấy nhà tao làm lố biết không? Ủa nhà mà không có chân hả? Chân Minh nhà mày hả? Chân Minh nhà tao đó. Cái nhà không có chân hả? Có chân luôn. Hổng Tết mua thêm hai cây đào để thầy rồi cái rưỡng. Không nở thì mẹ 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 không ớ gì đó. Mẹ tao lại nhiễm lố lắm vậy. Nói chung vừa vừa thôi. Không tiền mắt giữ vô. Thôi mình nghĩ chắc có chỗ mai là được rồi. Ừ. Mai với mấy bông để một chậu ở phía trước là được rồi. Với lại hai chậu
mua hai cặp bông cúc đó thì để bên nhà anh hai cũng được đi, mình mua hai chậu họ để trước nhà là được rồi. Gì mà đó hết chứ, quá trời quá, một cái mai là được, hai cái mai để rồi mày thấy mỗi lần tới mày xuống nhà tao mày thấy không ai được tại vì cái nhìn ba hết thì gớm không đẹp đẽ gì đâu. Rồi mắc lắm không? Mấy cái kiểu hả? Đâu có mai đó, đêm rưỡi ba mai nhà, đêm rưỡi mai chanh. Lấy cái thuốc này mày. Không biết người ta chanh đâu. Thì nó ra ngay rồi. Người ta dưỡng á.